Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Thưa quý vị và các bạn, Honda Việt Nam bất ngờ ngừng hỗ trợ phí đăng ký e-Blade kể từ hôm nay, ngày 1 tháng 12. Cụ thể, theo nguồn tin riêng của Autobuy, chương trình hỗ trợ phần tăng lệ phí biển số của Honda Việt Nam dành cho khách hàng khi mua xe e-Blade với mức tiền từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng đã kết thúc vào cuối ngày hôm qua, 30 tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc kể từ ngày 1 tháng 12, khi mua e-Blade tất cả các phiên bản sẽ chịu chung mức tiền biển số tương tự như một chiếc SH 2017, có giá gấp đôi là 4 triệu đồng tại Hà Nội và 3 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là 800.000 đồng tại các tỉnh thành còn lại. Trước đó, kể từ đầu tháng 6 đến nay, toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền HIT của Honda Việt Nam trên toàn quốc đã tiến hành hỗ trợ khách mua xe e-Blade các phiên bản thể thao cao cấp và đen mờ với mức chung 2 triệu đồng tại Hà Nội, 1 triệu 500.000 đồng tại thành phố Hồ Chí Minh và 400.000 đồng tại các khu vực còn lại. Riêng phiên bản sơn từ tính không được hỗ trợ do giá đề xuất của phiên bản này trên 40 triệu đồng từ trước đó. Chương trình hỗ trợ này xuất hiện khi ngày 24 tháng 5, Bộ Tài chính bất ngờ đẩy giá tính lệ phí trước bạ của e-Blade tất cả các phiên bản từ dưới 40 triệu đồng lên 45 triệu đồng. Điều này khiến không chỉ lệ phí trước bạ của xe tăng mà còn khiến chi phí đăng ký tăng vọt do xe nằm trong khung giá trên 40 triệu đồng nên tiền biển số tăng gấp đôi so với trước đây. Như vậy, sau 6 tháng liên tục hỗ trợ phí đăng ký cho khách hàng mua e-Blade, Honda Việt Nam đã chấm dứt chương trình khuyến mãi này, khác với nhận định chương trình có thể kéo dài tới hết năm 2017. Do kết thúc sớm nên dự kiến kể từ ngày 1 tháng 12, giá e-Blade có thể ổn định hoặc sẽ được đại lý giảm trực tiếp vài trăm nghìn để hỗ trợ những khách hàng chưa kịp mua xe trong đợt hỗ trợ. Tuy nhiên, một tin vui cho các tín đồ của e-Blade là mẫu xe này sẽ được trang bị khóa thông minh Smart Key và dự kiến sẽ được Honda Việt Nam tung ra thị trường vào trung tuần tháng 12 này. Đây là mẫu xe ga thứ 5 của Honda được trang bị khóa thông minh Smart Key sau SH, PCX, NH1 và mới nhất là LEED 2018. Theo nguồn tin riêng của Autobuy, trong nửa đầu năm 2017, doanh số bán e-Blade đạt hơn 155.000 xe, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh toàn thị trường xe máy tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký subscribe kênh Autobuy để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam cũng như ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.